Chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Gái Bản của mình. Hiện tại thì mình đang ở giữa bản cùng với đây, A Chư đây. Trên cái chuyến hành trình mà để mà giúp đỡ gia đình A Chư thì hôm qua tiếp tục trên kênh của mình có nhận được một món quà 3 triệu đồng chẵn các bạn ạ. Được gửi từ một anh trai xin được giấu tên ở dưới Hà Nội, có gửi tặng đôi vợ chồng 3 triệu đồng để cho kênh là có thể mua những cái vật dụng gì mà cần thiết cho gia đình. Hôm nay anh em tôi lên chuyến hành trình lên trên đỉnh núi lấy dê. Đi khoảng bao nhiêu lâu anh nhỉ? 1 tiếng. 1 tiếng đồng hồ đi bộ này à? Tí nữa là đi đường rừng nhé đúng không? 1 tiếng đồng hồ để lên trên rừng để lấy đôi dê cho em Chư các bạn nhé. Xin mời tất cả các bạn cùng theo dõi video. Cảnh ở đây rất là đẹp luôn các bạn ạ. Cuộc sống rất là thanh bình. Nhà cứ lớp lên. Đang đi giữa là cái con đường đất. Nói chung là về cuộc sống thì nó cũng có nhiều cái vất vả đấy, nhưng mà về cái khung cảnh, cái không gian sống ấy, thì rất là thanh bình, yên ả luôn. Mọi người đang chuẩn bị đi nương đi đồi đây. Dê này, ngựa này, bò này, giữa bản rất là nhiều luôn. Khung cảnh khu vực này nhìn là thanh bình chưa? Đẹp quá. Kêu là một đàn ngựa nhé, 1, 2, 3, 4, 5 con. Trên cái cây này thì của người dân, người ta trồng rất là nhiều phong lan. Ui, sao có một cái nhà khổ thế kia. Ui, cái nhà này mình chắc là mình phải hôm nào lên đây mình quay cho các bạn. Sao có cái nhà bé tí như cái lều kìa. Mà thấy phơi quần áo thì chắc chắn là nhà rồi. Phong lan đa hoa đẹp thế, cực đẹp luôn. Bên này là những cái tràn ruộng bậc thang, mọi người dân đi làm ruộng. Vào buổi sáng bắt đầu mặt trời mọc lên, khung cảnh thanh bình lắm các bạn ạ, tuyệt vời luôn. Đi đâu đây mấy thằng cu em? Hả? Bẫy chuột à? Ừ. Nếu mà được thì nếu mà có bán thì để cho anh một vài con nhá. Ô, ngày nào cũng được à? Hả? Không à? Ngày được ngày không thôi đúng không? Cái con đường này sao mà nguy hiểm thế? Trượt phát chân nhỉ? Quá nguy hiểm luôn. Ui, cẩn thận, đi từ từ nữa nhá. Một cái vách đá rất là treo leo mà các em. Leo qua đấy kìa các bạn. Nguy hiểm chưa? Ui. Sợ thế. Mình đi đánh à em? Bây giờ mình đi đánh chim à? Xem mà con chim mồi con. Chim gì đây? Ô, con này con vành khuyên à? Con chim gì đây nhỉ? Đẹp đấy. Đẹp lắm. Ấy giờ. Gạo này. Sắn này. Mang lên ăn à? Cho gà ăn à? Mình có trang trại trên đấy gì? Đi thôi. Đi. Đồng ấy. Dốc cao lắm các bạn. Bạn nào muốn tập thể dục thì cuối tuần đi bản của mình tập. Còn hơn là tập gym. Đau hết bắp chân. À. Còn tập gấp này. Mỗi ông đi một hướng ấy này. Nó đi bẫy chùa, nó đi xem bẫy. Xem bẫy à? Ừ. Nay anh em mình đi đường này gì? Ừ. Đằng sau này những cái chặng mây nó đang bay lờ lững vào này. Đẹp chưa? Mình đang đi một đoạn nữa là đi trên mây đấy nhỉ. Sắp đến nơi các bạn ạ. Trên khu vực này thì chắc là người ta cũng phát để trồng cấy nhiều.
Đâm ra là còn những cái gốc cây to nhưng mà cây thì không còn. Ở trên kia một đoạn thì mới có. Mây mù bắt đầu kéo về. Ôi. Chúng ta đến nơi rồi các bạn ạ. Đây là cái lán của người, tên lán của ông Anh đây. Người ta chăn nuôi ở đây rất là nhiều trâu, bò, gà, lợn, dê. Tí nữa là bắt dê chuồng này. Ui. Trên này thì gọi là dê siêu sạch cả. Sáng thả chiều về. Cái không gian ở đây thì cũng rất là tĩnh lặng. Một mình một vương quốc này. Ui. Ây da, căng thật đấy. Ui. À, chỗ nghỉ của anh nhỉ? Một mình ở đây đi à? Ừ. Có khi là hai vợ chồng, phải không? Trẻ con nữa cả. À. Cho gà ăn à? Anh nuôi con gà trắng người mông mà đẹp thế. Gà sạch. Nhìn thấy chưa? Loại này ăn thì ngon lắm nhỉ? Gà đen kìa, nhỉ? Đen từ da đến chân đến đầu đến trong cũng đen, nó thịt đen đúng không? Cũng gà chuẩn người mông đấy. Đang nói nuôi nhiều nhưng mà về nhà một thời gian thì đi mất à? Mất hết rồi. Ui dồi. Chẳng biết con gì cả hết rồi. Thế à? Phải dùng con nó nhử anh. Hả? Phải dùng con nó nhử à? Nhử nó về đấy hết không? Anh bây giờ tổng là bao nhiêu con? Con đấy là tầm 40 con. Ui dồi, 40 con cơ. Để em ngắm cái nào. Con 40 con. Này mà rỗi rỗi lên đây làm con về. Các bác nào thích ăn thịt dê thì đấy, lên tận đây mà lấy cho nó sạch. Gọi là dê siêu sạch thả lã. Ui, nhiều thế cơ. Ở ngoài chuồng còn nhiều thế mà. Bao nhiêu con ở ngoài như kìa. Xem nào, quay trong chuồng đi xem nào. La la luôn luôn à, tớ nhờ. Chứ mua tin à. Ui, nhiều thế. Dạ. Mẹ tớ la la bắt đầu rồi, đây hả. Chả nói thế, đố đó nè. Hả. Đó, lúc đó là cái. Ui, đẹp nhờ. Pè, pè, pè. Pè, 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 pè. Yô, 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 yô. Này là con này con đực đúng không? Con đầu đàn đúng không? Nó nghe thấy tiếng người và nó ra hiệu đấy nhỉ. Sao lại buộc con kia mua con kia? Con mẹ. Con này đi. Dắt con mẹ đi thì nó đi hết rồi, nó đi theo ấy. Thì dắt đi làm gì nữa mà không bắt ở đây luôn, dắt đi làm gì? Khó dắt đi. Hả? Khó dắt đi. À, dắt về tận nhà với cái đoàn này á? Dắt một con này. Chị bảo lấy con này có ai là xong rồi nhỉ? Con nào, lấy con nào thì lấy. Một con này khoảng bao nhiêu nhỉ? Anh nhỉ? Chắc tầm 20 cân thì gần 3 triệu đúng không? 2 triệu lắm. 2 triệu mấy à? Anh nói đấy rồi. Hả? Còn nói ít cái rồi. Có ít đá à? Con này con mẹ à? Mua một con dê cái các bạn ạ. Nếu mua hai con thì hai con này bé quá, nó chưa tách sữa. Nên ra là cũng khó. Toàn nó ít lá. Đấy à, con đấy à. Đấy. Đấy là cho chú gì bảo hết. Đây là cho hai gì bảo hết. Cả con này đúng không? Con cũng con cái gì? Con đấy của họ. À, của họ á? Mua một con nữa à? Bán em một con nữa. cho thằng Chư nó nuôi, khi nào đẻ thì anh mang về thịt. Thịt lúc nào lớn thì mang về thịt nhỉ. Yeah.
Chư có nuôi được không? Hả? Chư có nuôi được không? Anh mua cho một con. Hai con nhá. Đấy, tùy bác gọi là tay mát thì bắt cho em một con to to về làm giống. Đấy, trong đấy, đấy, khu đấy. Đấy. Ồ. Đó. Rồi. Đấy, dắt đi luôn đấy. Tí nó khác đi theo thôi phải không? Mấy thằng này có được chuột không? Được một con. Đâu, bán cho chú. Có bán không? Ờ, đâu, xem nào. Bán luôn à? Ui, cái bẫy của bọn này nhiều thế. Đâu, chuột đâu? Ồ, oh, được một con này à? Ừ. Ngon đấy nhỉ. Có cái túi không? Không. Đây cái túi. Thế là được một đôi chuột về làm quà rồi. Được ngày để đi chăn dê đấy. Dê nó đi đường đá này nhanh lắm các bạn ạ. Nó đi dốc thì tuyệt vời luôn. Có những con nó đứng ở cái tảng đá mà mình không thể tưởng tượng được nó đứng được, nhưng mà nó vẫn đứng được. Không hiểu tại sao luôn. Cái giữ thăng bằng của con dê này rất là tốt. Ờ, mình mua hai. Nhà kia mua một con, mình mua hai con là đi. Đấy. Là đi ba con xong về đông đấy. Một con của họ. À, một con của họ à? Ờ. Cứ nó ra lấy chỉ đến đây, nhưng mà chủ đến bỏ nó tắt về. Con to này, con to này của họ. Ờ. Đây, xem nó qua cái vách đá này mẹ. Ấy. Ấy 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 ấy. Rơi con bây giờ. Mẹ. Ui. Ui. Sợ thế. Nguy hiểm quá. Ôi, để tao đi trước. Tao đi trước. Ờ đây mày dắt đi, này. Chúng ta hiện nó đi rồi. Ừ. Đây em cầm dây cho. Em giữ cho. Đây, anh ấy đây. Cân dê. Cân người à, cân dê trước à? Đấy, con này là con của bác ở dưới Hà Nội tặng đây. Chạy nhanh đi. Ừ, nhà nó thích ăn thế cơ. Có bài đấy nhỉ. Đấy, đứng lên cân. Được bao nhiêu cân? 64 cân rưỡi. Ai da. 64 cân rưỡi. Trừ đi 59 cân hơn một tí. 64,5 trừ đi bao nhiêu? 49,2 đúng không? Trừ đi 49,2 bằng 15,3 cân. Dồn như bắt lợn á, cho nó nhảy. Lại này nhảy ác lắm nha. Ôi, giỏi chưa? Giỏi chưa? Cái tà ly thế này mà nó phi mày giỏi thật. Ổn chưa? Đấy, buộc luôn. À, không cầm vào xương nó được à? Con này được 68 cân cả người. Đây chư nhá. Con 19 cân là
19 cân là 2.470.000. Đấy. Thế là quà 3 triệu là còn thừa mấy trăm để ngày mai là mua đồ ăn để làm nền. Được chưa? Còn con này là 15 cân 3 thì là 1.989.000. Tổng là 4.459.000. Đấy. Tiếp tục thì mình với A Trư sẽ cái gì nhỉ? Gọi là thiết kế bản thiết kế chuồng dê. Để anh thiết kế cho. Mặc dù là anh chưa làm mộc bao giờ. Chơi ở đây à? Hai cột dưới, hai cột trên đúng không? Sao cột dưới thấp thế? Là một mái gì? Cái này ừ, làm cho nó, chỗ đứng là nó kiểu đấy rồi. Thế nhưng mà mày định làm mái thấp tẹt thế này thì kiểu này đúng không? Làm thế tí quá, sợ gió lên thì gió lăn cái tống là lên bay à. Sợ gió lên gió làm tống là bay à. Gió nhiều, gió to đấy. Anh em mình làm cái hướng này là gọi là hướng ra mâm xôi đấy, hướng này hướng được ăn đấy mẹ. Kia là một cái tràn ruộng bậc thang rất là đẹp kia các bạn nhé. Thiếu từng cái đinh một đây này, phải đi nhổ ở trên nhà, xong lại còn tháo dây thép ở trên mái ra. Vì ở đây còn không có bán cả đinh cả dây thép, không có bán cơ các bạn ạ. Khổ thế. Mấy tấm? 4 tấm nhỉ. Hai con làm thôi. Kiểu này ỉa nó dài nhỉ. Ừ, phải. Phải rồi. Không cần cột dẫm là chính rồi phải không? Cả hai cả người lên là gãy đấy. Đứng hai chân lên là gãy. Khéo lại sập cửa chuồng dê. Thanh niên đi rừng. Con này. Ôi. Mày từ chút rồi xem nào. Đấy. Đây là gọi là biệt thự. Biệt thự dê. Đấy. Cho nâng cái này lên một tí quá. Đây.
Đi đi đón nàng về dinh. Xem nó có vào. Đã chịu vào không? 2 tiếng đồng hồ rồi đấy. Đi. Mày vào biệt thự mới. Để cho Tư chư khoảng à. Chui vào. Mày phải chui vào. Mày để con đông ta. Vào nó hút cho một trận trong đấy nữa thì thôi. Kéo luôn vào, kéo cái đầu nó vào đấy. Hà Trư rất là chịu khó. Hoàn thành. Nó ăn hết rồi nhỉ? Hả? Nó đói ăn hết mà, đây anh cho mấy mà ăn hết luôn. Có gì cái là rất là chịu khó luôn này. Đi cắt cỏ. Tranh thủ đi lấy cát xong lại cắt cỏ. Ui, ăn sắn nó sao không đây? Hả? Sắn cao sản à? Ừ. Ui, cho ăn cỏ đã, là vì nó đang đói. Treo lên, em treo lên. Kìa, mày thấy anh vứt mấy cái ở đất nó không ăn đúng không? Ừ. Treo lên hết sạch cái kìa. Mày cứ phải làm từng bó treo như anh treo kìa. Chỉ rơi xuống đất nó không ăn đâu đấy, mày nhìn này. Rơi đất kìa. Đây, bác chủ nhân của món quà này chắc chắn là nhìn thấy những cái cảnh tượng này cũng rất là vui. Tại vì là thấy đàn dê rất là khỏe mạnh vào một cái trường, một chuồng rất là mới. Chủ nhân A Trư cũng rất là chịu khó. Máu đi cắt luôn cỏ về cho nó ăn. Này thì chúc A Trư là sang năm nó có khoảng độ 10 con dê nhá. Bác nào đặt hàng thì alo. Dê rừng, dê rừng. Cái này nó ở 1-2 ngày xong bắt đầu là mình ấy ra chứ, mình thả đi đúng không? Làm gì mà chăn được như này, ai đi cắt được suốt như này, đúng không? Thôi, có lẽ là video mình cũng xin phép được kết thúc tại đây nhá. Công việc hôm nay đã hoàn thành công tốt đẹp. Chúc quý vị và các bạn buổi tối vui vẻ và đón tiếp xem những tập phim tiếp theo về gia đình A Trư. Úi, hút nhau. Mày buộc ngắn ngắn rồi, không hút nhau.